Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ngăn cản tăng trưởng thiên vương. Bởi vì diện mạo thay đổi nên các thầy trò đã không nhận ra. Tiểu Vũ thắc mắc, không biết con khỉ nhỏ này là ai. Sang Ngộ Tĩnh thì cảm thấy khí tức con khỉ này vô cùng quen thuộc. Sau khi nhìn chiếc vòng kim cô trên đầu, Đường Tam Tạng cũng đoán ra đây chính là người đồ đệ của mình. Tôn Ngộ Không lấy ra gậy như ý chỉ thẳng mặt tăng trưởng thiên vương. Đây không phải là địa bàn của ám ảnh, biết điều thì mau lượn đi chỗ khác. Tăng trưởng thiên vương mỉa mai ngược lại. Chỉ bằng cậu thì có thể làm được gì cơ chứ? Muốn thể hiện thì dùng hành động để nói chuyện đi. Dứt lời liền phóng ra một chém. Kinh khí sắc bén đi tới đâu, mặt đất bị nứt tới đó. Tôn Ngộ Không lách nhẹ đầu né tránh. Sau đó tăng trưởng thiên vương liên tục tấn công. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng tránh thoát khỏi công kích. Bộ dạng còn cực kỳ thong dong. Lão ta bị những hành động chọc kẹo của cậu làm cho tức giận. Lão nhảy lên không trung, ngưng tụ ra hai thanh đao. Mỗi một lần vung đao là một lần kinh khí được phóng ra. Công kích giáng xuống như mưa, Tôn Ngộ Không xoay gậy như ý để ngăn cản. Lão ta lại chém ra một luồng kinh lực khổng lồ nhưng Tôn Ngộ Không vẫn ngăn cản được. Nhân lúc đối thủ choáng váng, cậu lập tức cầm gậy xông lên đập cho tăng trưởng thiên vương nằm sấp mặt. Đến đây thì các thầy trò mới có thời gian để trò chuyện. Tôn Ngộ Không vẫn không quên chọc ghẹo mọi người. Xem ra lúc không có mình ở đây, đường không dễ đi nhỉ. Mọi người cũng thắc mắc, sau khi bước lên cầu di vong ở âm giới, lẽ ra phải mất đi toàn bộ ký ức. Nhưng tại sao cậu ta vẫn còn nhớ mọi chuyện của kiếp trước? Tôn Ngộ Không lại khoác lác, bị xóa đi ký ức là tình huống của phàm nhân thôi, còn mình chính là Tề Thiên Đại Thánh, đương nhiên không sống bình thường. Thấy tăng trưởng thiên vương vẫn chưa xong đời, thậm chí còn bạo phát lực lượng mạnh hơn, cậu lập tức đưa linh đan lấy trộm từ đạo đức thái tôn cho mọi người, để bọn họ dùng trị thương, sau đó xông lên đánh phủ đầu. Tăng trưởng thiên vương chém ra một luồng kinh lực, sức mạnh của lão ta bây giờ đã tăng lên rất nhiều, dễ dàng đẩy lui Tôn Ngộ Không. Xem ra lão già này đã hoàn toàn hiến tế bản thân cho ám ảnh rồi. Lão bay lên không trung, một lần bạo phát khí tức đã tạo ra hàng trăm luồng kiếm khí. Tôn Ngộ Không cầm gậy lao lên đánh cận chiến, hai bên liên tục va chạm vào nhau. Bạch Lang thấy vậy liền nôn nóng muốn trợ giúp, cậu ta hô hào mọi người xông lên, dứt lời liền xông ra ngoài. Nhưng sau khi quay đầu lại thì đã thấy mọi người ngồi xung quanh bếp lửa, bộ dạng cực kỳ thong dong, còn tranh thủ uống trà. Điều này làm cho Bạch Lang cực kỳ thắc mắc. Đường Tam Tạng thản nhiên giải thích, theo kinh nghiệm trước kia, những lúc Tôn Ngộ Không ra tay thì bọn họ sẽ được nghỉ ngơi. Tuy rằng bộ dạng Ngộ Không thay đổi, nhưng kỹ năng đánh nhau vẫn giỏi như trước. Lúc này Chữ Bát Giới đã kiệt sức, dù đã được ăn hai viên linh đan nhưng tình trạng vẫn không khả quan. Hắn ta cho biết mình đã chuẩn bị kỹ để lên đường rồi. Sau vài câu nhắn nhủ thì Chữ Bát Giới cũng về đất mẹ. Bạch Lang cùng mọi người vô cùng đau buồn. Bạch Lang cầu xin Đường Tam Tạng cứu chữa cho Bát Giới. Đường Tam Tạng vẫn bộ mặt không cảm xúc, ông giơ tay lên tát liên tục vào mặt hắn ta. Hành động này làm cho Tiểu Vũ cũng hoảng hốt, không biết ông đang làm cái gì. Đường Tam Tạng chỉ giải thích một câu đơn giản rằng có người chỉ là thiếu ăn đòn mà thôi. Sau nhiều cú tát, Chữ Bát Giới cũng lên tiếng cầu xin tha mạng. Hóa ra Đường Tam Tạng đã biết Bát Giới giải chết để lấy lòng thương hại, nhưng màn thể hiện này lại không qua được mặt Đường Tam Tạng. Ông muốn biết hắn đã gây ra tai họa gì. Nhưng còn chưa kịp kể lại thì Tôn Ngộ Không đã bị đánh bay vào tòa nhà. Cậu nhanh chóng đứng dậy lao tới quyết chiến. Tăng trưởng thiên vương ngưng tụ hai thanh đao liên tục chém về phía Ngộ Không. Kiếm khí quá mạnh, Tôn Ngộ Không cũng bị thương và bị chèn ép rơi xuống đất. Cậu vẫn tiếp tục cầm gậy xông lên rồi thừa cơ sút cho lão già rơi xuống, sau đó bồi thêm một gậy đẩy lão ta ra xa. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ, sức mạnh của lão già này quá mạnh, lão bạo phát lực lượng chấn bay Ngộ Không. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này cũng cảm thấy lo lắng. Chữ Bát Giới và Ngộ Tĩnh tiến lên trợ giúp. Thực lực tăng trưởng thiên vương không thể khinh thường, ba người hợp lực đối phó vẫn tốt hơn. Đối mặt với ba đại yêu, lão ta không một chút lo lắng. Lão ta tung ra tuyệt kỹ, ngưng tụ một thanh đao khổng lồ chém về ba người. Một đao bổ xuống làm cho mặt đất bị nứt thành hai phần, dư chấn đẩy lùi ba người ra xa. Chưa để cho bọn họ kịp phản ứng thì lão ta đã vung ra đao thứ hai. Sang Ngộ Tĩnh biến thành người cát khổng lồ để ngăn cản. Nhưng chỉ với hai lần tấn công, người cát đã bị chém tan. Chữ Bát Giới cầm bồ cào lao lên, đáng tiếc là chưa kịp thể hiện sức mạnh thì đã bị ăn một đao nằm bất tỉnh. Uy lực chiêu thức của tăng trưởng thiền vương quá mạnh. Tôn Ngộ không biết đánh chính diện khó mà ngăn cản được, chỉ có thể ra tay từ người điều khiển. Thế là cậu lập tức lao về phía tăng trưởng thiền vương. Lão triệu hồi ra thêm một thanh đao nữa, hai tay hai đao liên tục chém ra đòn công kích. Dù đã rất cố gắng nhưng Ngộ Không vẫn không thể nào tiếp cận được đối thủ. Sau đó còn bị trúng đòn, cơ thể giống như cục thịt rơi xuống đất. Tăng trưởng thiên vương cười lớn, bây giờ đã không còn ai ngáng đường nữa. Lão lập tức vung đao chém về phía Tôn Ngộ Không.
tưởng là Hầu Yêu sẽ bị chém thành bột. Nhưng đúng lúc này, vài đòn công kích đột nhiên xuất hiện đâm vào người Tăng Trưởng Thiên Vương. Còn chưa biết người xuất thủ là ai thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào!